nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm qua xôn xao vụ việc tại giáo họ Phúc Châu Hạ, giáo xứ Phúc Châu, giáo hạt Lý Nhân, Tổng giáo phận Hà Nội đang bị chính quyền xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cố tình chiếm đất của nhà thờ để làm nhà văn hóa thôn. Theo trang Facebook giáo họ Phúc Châu Hạ có đăng bài kêu cứu như sau: Xin kính chào các anh chị em cộng đồng mạng trên khắp thế giới. Giáo họ Phúc Châu Hạ, xứ Phúc Châu, giáo hạt Lý Nhân, giáo phận Hà Nội chúng em đang bị chính quyền thôn Phúc Hạ 1, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chính quyền xã Hợp Lý cố tình chiếm đất của nhà thờ để làm nhà văn hóa thôn. Quỹ đất 5% để làm nhà văn hóa thôn không làm. Hôm 17 tháng 6, đưa dân ra lấn áp bà con giáo dân Công giáo. Đến 21 tháng 6, giáo dân đặt tượng Chúa biểu tượng của đạo Công giáo, thì chính quyền xã và thôn kích động dân trong thôn ra cản trở và phá dỡ tượng Chúa. Và từ đó tối đến, cứ đến giờ đọc kinh cầu nguyện của giáo họ là phụ nữ thôn kéo loa phóng thanh lớn, nhảy dân vũ, phá rối giờ đọc kinh của giáo họ. Xin các anh chị em cộng đồng mạng cầu nguyện và chia sẻ giúp cho mọi người biết để hiệp ý cầu nguyện. Xin Chúa biến đổi những con người cố tình phạm đến sự thánh linh thiêng của Công giáo, biết đường nhìn lại những việc sai trái của họ. Kẻo đừng để Chúa phải ra tay trừng trị theo phép công bằng của Chúa thì sẽ khốn cực đời đời. Cầu nguyện cho giáo họ Phúc Hạ, giáo xứ Phúc Châu. Kính thưa anh chị em, giáo họ Phúc Hạ là một giáo họ nhỏ bé với khoảng 50 nhân danh, thuộc giáo xứ Phúc Châu, hạt Lý Nhân, Tổng giáo phận Hà Nội, nằm trên địa bàn xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngôi nhà thờ được xây dựng năm 1949, niên hiệu được ghi tại phần đầu nhà thờ. Năm 2008, Chủ tịch xã Hợp Lý đã đến mượn phần đất để xây dựng nhà trẻ, nay là nhà văn hóa. Tuy nhiên, giáo dân không đồng ý. Thời gian gần đây, chính quyền chuẩn bị kế hoạch xây dựng tiếp tại khu vực phần đầu cung thánh. Giáo dân đã đến can ngăn. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch xã và một số cán bộ cũng đã có những ngôn từ mang tính phủ nhận giá trị sử dụng của ngôi nhà thờ và phần đất của nhà thờ. Theo một số lời kể của giáo dân, trong thời gian chiến tranh, nhà nước đã trưng dụng ngôi nhà thờ phục vụ kháng chiến. Trong hơn 30 năm, các tín hữu đã phải sinh hoạt nhờ ở nhiều nơi. Hiện nay, trước bối cảnh của một số cán bộ chính quyền xã tại phần đất ngôi nhà thờ, nhiều tín hữu trong giáo họ đã xây dựng tòa và đặt tượng tại phần đất đầu cung thánh và cạnh nhà thờ. Tại phần cạnh nhà thờ, trong lúc các tín hữu đang xây dựng tòa để đặt tượng Chúa Kitô Vua, Phó Chủ tịch xã đã ngồi lên ngăn cản các tín hữu. Và sau khi đã đặt tượng, nhiều người đã đến tháo dỡ tượng, tòa để phục vụ cho việc xây dựng. Cùng với đó, nhiều người ngoại giáo khác cũng đến để có những phát ngôn và hành động tiêu cực đối với các tín hữu của giáo họ Phúc Hạ. Một số Kitô hữu cho rằng, chính quyền xã đã lôi kéo dân vào dùng lời nói để gây sức ép đến cộng đoàn tín hữu nơi đây. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đặc biệt trong thời gian này, cho thấy tại một giáo họ rất nhỏ bé, có một cộng đoàn đức tin vững mạnh. Hàng ngày, các tín hữu vẫn đến để đọc kinh cầu nguyện xin ơn Chúa. Ánh sáng đức tin vẫn đang dần bừng cháy nơi đây. Chúa vẫn luôn hoạt động, vẫn đồng hành và ở nơi cộng đoàn giáo họ nhỏ bé này. Trước những bối cảnh tại ngôi thánh đường và khuôn viên phần đất giáo họ Phúc Hạ, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tín hữu, cộng đoàn và cơ sở vật chất của giáo họ. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tử đạo Việt Nam ban thêm sức mạnh, ân sủng nơi mỗi tín hữu giáo họ để luôn kiên vững trong đời sống đức tin. Xin Chúa soi sáng trí lòng các vị lãnh đạo chính quyền biết dùng quyền lực và lý trí để mưu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là bảo vệ quyền tự do tôn giáo và bảo vệ các giá trị, cơ sở tôn giáo. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.
và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.